thì nó rất hiệu quả. Cây vừa đẹp, mướt, xanh, bông mập tốt và bông rất cứng, chống chọi được cái thời tiết xấu. Thì tôi bằng cái thuốc này, tôi làm thuốc này tôi thấy nó đạt hiệu quả, thì nếu ai có sau này có xài thì bà con nên xài thuốc này, nó rất là hiệu quả. Cái này cũng bà con có thể sử dụng, tôi đã sử dụng qua nhiều mùa rồi, rất là thành công. Bạn đã bao giờ cảm thấy khó khăn trong việc chăm sóc cây cảnh? Dù đã thử qua nhiều loại phân bón nhưng vẫn không đem lại hiệu quả như mong muốn chưa? Nếu vậy, đừng lo lắng, sản phẩm mới của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề này. Sản phẩm chăm sóc cây cảnh của chúng tôi chứa đầy đủ dinh dưỡng và có công thức độc quyền, giúp cây của bạn phát triển toàn diện, đẹp mắt và chống sâu bệnh hiệu quả chỉ với một viên mỗi tháng. Đặc biệt, sản phẩm của chúng tôi được nhập khẩu trực tiếp từ Hungary và được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Với vitamin Bovi Blend, bạn sẽ không còn phải vất vả trong việc chăm sóc cây cảnh nữa. Sản phẩm của chúng tôi giúp kích thích phát triển thân, rễ, lá, bung cành để nhánh và tăng khả năng ra hoa đầu trái cho cây của bạn. Điều đặc biệt là sản phẩm của chúng tôi không chỉ là một loại phân bón thông thường mà còn là một giải pháp toàn diện để giúp cây của bạn phát triển mạnh mẽ và khỏe mạnh. Với hơn 5 triệu khách hàng và hơn 100 nhà vườn sử dụng sản phẩm của chúng tôi tự tin mang đến cho bạn một sản phẩm tốt nhất và dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời nhất. Hãy nhanh tay nhắn tin với chúng tôi để đặt hàng hoặc để lại số điện thoại để được tư vấn. Hãy để vitamin Bovi Blend giúp cây cảnh của bạn phát triển toàn diện và đẹp mắt nhất.